À, chào các bạn chúng ta hôm nay sẽ chia sẻ với nhau đề tài các bí tích trong đời sống hôn nhân gia đình bài 14 trong loạt 20 bài về bí tích hôn phối trước khi chúng ta chia sẻ với nhau đề tài này một phút chúng ta thanh lặng cầu nguyện Xin Chúa thương ba đơn thánh thần của Ngài cho chúng ta. Chúc con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Xin cha và con và thánh thần. Amen. các bạn thân mến đời sống tự nhiên của chúng ta ai cũng phải ăn uống thì mới có thể sống được và thân thể của chúng ta không chỉ sống một cách gọi là eo uột mà phải sống mạnh sống khỏe vậy thì cái vấn đề dinh dưỡng rất quan trọng ăn uống phải đủ chất thiếu chất thì không có khỏe mạnh được Đấy là một điều mà chúng ta không cần phải chứng minh Chúng ta cảm nhận một cách rất sống động Mỗi ngày Một buổi sáng mà chúng ta không ăn sáng thì Chúng ta làm việc nó rất là uể oải Thế thì từ đời sống tự nhiên đó Không khó gì Chúng ta có khả năng để suy nghĩ Chúng ta hiểu được Sự sống thiêng liêng của chúng ta cũng vận hành một cách tương tự như vậy đó. Ta thử hình dung coi một gia đình không có cơm ăn, đau bệnh không có thuốc uống thì một các thành viên eo uột như thế nào, khốn khó như thế nào. Thì cũng vậy gia đình của chúng ta nếu không được ân sủng của Chúa nuôi dưỡng, chúng ta không được sự trợ giúp của ơn Chúa Chúng ta không đầy đủ các ơn của Chúa để sống bậc sống của mình Thì đời sống tâm linh của chúng ta Nó cũng giật giờ Nó cũng eo uột như thế Các bạn thấy ngày hôm nay Nhiều bạn trẻ có một quan điểm Yêu nhau thì sống với nhau thế thôi Không cần hôn thú Không cần bí tịch Họ vẫn sinh con đẻ cái và có khi cuộc sống của họ vẫn thịnh vượng đấy có phải là nếp sống của các gia đình không ngay cả hôn thú đời họ cũng không làm không cử hành bí tích dĩ nhiên nhìn vào thì ta thấy ra như đó là một gia đình nhưng ngay cả pháp luật cũng không công nhận họ là gia đình và dĩ nhiên giáo hội chưa bao giờ nhìn nhận Hình thức sống chung đó là gia đình cả Cho nên việc trước hết Chúng ta nghiêm túc Nhìn về đời sống Nhìn về chính hạnh phúc Nhìn về tương lai Nhìn về đức điểm đời mình Các bạn hãy chọn cho mình một con đường để đi Hãy cử hành Bí tích hôn phối sống động Để thiên chúa thánh hóa tình yêu của các bạn Để thiên chúa chúc lành tình yêu của các bạn để Thiên Chúa ban ơn trợ giúp cho các bạn sống đời phu phụ của mình. Cho nên trước hết, nền tảng để làm đến một gia đình là tình yêu, mà tình yêu đó được nâng lên hàng bí tích. Bài học này nói với chúng ta về tầm quan trọng của các bí tích trong đời sống hôn nhân của các bạn. Trước hết, để sống với nhau nên vợ nên chồng, các bạn hãy chuẩn bị cho ngày cử hành hôn lễ một cách trang trọng nhất, một cách chu đáo nhất, một cách sốt sáng nhất. Tôi được biết một số bạn trẻ trước ngày thành hôn, thay vì lo chụp hình cưới, thay vì lo đặt nhà hàng, thay vì đi mời thiệp, người ta có thể làm những chuyện đó sắp xếp với cả một quãng thời gian. Và gần đến ngày cưới thì họ đi tính tổng giống như là các thầy đi tĩnh tâm để lãnh chức thánh phó tế hay là lãnh chức linh mục vậy đó họ đi tĩnh tâm chuẩn bị cho ngày hôn lễ quá đẹp và tôi tin rằng những gia đình đó sẽ hạnh phúc và những khó khăn nếu có gõ cửa nhà họ họ cũng đủ sức mạnh để vượt qua các bạn hãy trân quý bí tích tình yêu bí tích hôn phối và thiên chúa trao ban ơn nhân loại chúng ta và các bạn được mời gọi để sống bí tích đó. Rồi trong đời sống gia đình, khi các bạn đón nhận mầm sống mới là con cái, thì đừng quên cử hành bí tích rửa tội cho con cái của mình. Cha mẹ biết những gì tốt đẹp nhất dành cho con. Nhờ đức tin của hội thánh, nhờ đức tin của cha mẹ, những trẻ nhỏ được đổ nước rửa tội để ơn của Chúa tràn ngập trong cuộc đời của con cái mình. Qua bí tích rửa tội, con cái được tha thứ mọi tội lỗi, tha thứ tội nguyên tổ, trở thành con cái của Chúa, con cái của hội thánh và với ơn của Chúa, đứa trẻ được lớn lên trong ân sủng như tin mừng diễn tả trước khi tô theo cha mẹ trở về nazareth và ngày càng trở nên ân nghĩa trước mặt thiên chúa và người ta con cái là cảnh hoa trong gia đình của các bạn cảnh hoa ấy tỏa hương thơm thánh thiện khi chúng được ơn chúa trợ giúp và được dìm vào trong giếng rửa tội để mang lấy hình ảnh tuyệt hảo của Adam mới là đấng phục sinh. Có nhiều cha mẹ lý luận tại sao phải rửa tội cho nó. Cứ để con tôi lớn 18 tuổi, khi nó đủ trưởng thành, nó có thể rửa tội hay không? Không ít cha mẹ lý luận như vậy. Thôi thì mỗi người có một quan điểm sống, nhưng cho xin Tôi xin hỏi thử Tại sao chính những người lý luận như thế Lại phải vất vả ngược xuôi Tìm trường cho con mình vào mẫu giáo Tìm trường cho con mình vào lớp 1 Sao không để cho nó 18 tuổi Rồi hỏi nó rằng Con có đi học không Bố cho con vào lớp 1 <laughs> Cha mẹ biết rằng Những cái chuyện học đó cho con là tốt Chuẩn bị một tương lai cho con sau này Chúng ta biết lo cho con mình học hành. Lo cho con mình ăn uống, lo cho con mình sức khỏe mà lại không biết lo cho con được sống trong ân nghĩa của Chúa thì đó là một thiếu sót rất lớn trong cuộc đời làm cha làm mẹ, trong cuộc sống gia đình. Bí tích thứ hai là bí tích thêm sức. Có nhiều gia đình chảnh mảng hay nói đúng hơn, quan tâm đến đời sống tự nhiên của con cái hơn là đời sống thiêng liêng. Sẵn sàng chở con đi học thêm đêm ngày. Hết học anh văn chuyển sang học vi tính, hết học vi tính tối cho đi học võ, vân vân. Thế nhưng mà lớn cổ đầu chưa thêm sức. Đấy là một trách nhiệm của cha mẹ. Biết thêm sức đổ tràn ơn thánh thần xuống cho con cái của mình như hội thánh thời sơ khai trong biến cố ngũ tuần đã đón nhận đầy tràn ơn của thánh thần các tông đồ ra đi loan báo tin mừng bất chấp gian nguy bất chấp thử thách ngay cả vì hiến dâng mạng sống bí tích thêm sức là bí tích của những người trưởng thành được sai vào giữa lòng thế giới để trở nên chứng tá cho Chúa Kitô. Khi con gái chúng ta đến tuổi trưởng thành, thường thì từ 12 đến 14 tuổi, đó là độ tuổi đón nhận bí tích thêm sức. Các trẻ em phải được chuẩn bị chu đáo về giáo lý để đón nhận hồng ân thánh thần, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô là hội thánh. Chúng ta nói đến bí tích thánh thể trong đời sống gia đình. Trước hết, để đôi bạn có thể diễn tả tình yêu dành cho nhau một cách hoàn trọn, để gia đình của các bạn được trên thuận giới hòa, để gia đình của các bạn được hòa hợp, đừng quên hãy để Đức Kitô hiện diện giữa lòng cuộc sống của các bạn. Hãy lắng nghe lời của Chúa, đặc biệt đón nhận thánh thể của Chúa trong các cử hành phụng vụ thánh lễ khi đôi bạn yêu mến vị thích thánh thể, đôi bạn sẽ học được nơi thánh thể bài học của tình yêu, bài học của sự hy sinh, bài học của sự trao ban đến tận cùng. Đức Kitô vì yêu thương người đã hy sinh chính mạng sống và trao ban thịt máu của người cho nhân loại. Bài học này, người vợ người chồng hãy học nơi Đức Kitô và hãy sống với người bạn đời của mình như Đức Kitô đã sống với bạn đời của Ngài là hội thánh. Và bí tích thánh thể, đừng quên nuôi dưỡng đời sống gia đình của bạn, con cái của bạn. Khi con cái đến tuổi khôn, 7-8 tuổi, các cháu phải được học hỏi giáo lý để đón nhận bí tích thánh thể, kiện toàn ba bí tích khai tâm Kitô tô giáo. Rửa tội, thêm sức và thánh thể. Một đứa trẻ cần đủ dưỡng sức, ăn uống đủ chất thì mới có thể lớn lên, mới có thể khỏe mạnh, mới có thể thông minh. đời sống thiên liêng cũng vậy, bí tích thánh thể nuôi dưỡng các tâm hồn, làm cho các tâm hồn được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, nhờ đó được lớn lên, được trưởng thành trong đời sống của mình, mà làm chứng cho Chúa. sau khi chúng ta nói đến ba bí tích khai tâm rửa tội thêm sức và thánh thể chúng ta nói đến hai bí tích chữa lành trong đời sống của người kitô hữu trong đời sống của các gia đình đó là bí tích hòa giải và bí tích sức giàu bệnh nhân trong cuộc sống tự nhiên ai cũng có lúc đau ốm bệnh tật và chúng ta cần đến thầy thuốc để được chữa lành trong đời sống thiêng liêng có những khi chúng ta cũng đau yếu bệnh tật về phần linh hồn như thế, khi chúng ta sa ngã, yếu đuối, tội lỗi, vấp phạm. Chúng ta cần đến thầy thuốc thiêng liêng là chính Đức Kitô để được ơn chữa lành. Đừng ngần ngại đến với bí tích hòa giải. Mỗi khi chúng ta yếu đuối, tội lỗi, Đức Giêsu diễn tả tình yêu của một người cha luôn dang rộng vòng tay để đón đứa con trở về. Không một tội lỗi nào Thiên Chúa không tha thứ cho chúng ta khi chúng ta hoán cải, khi chúng ta đến gặp gỡ người nơi bí tích hòa giải. Đừng nghĩ mình chỉ là gặp gỡ một linh mục, bởi vì linh mục cử hành bí tích nhân danh Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô cử hành trong các bí tích khi chúng ta gặp gỡ linh mục là chúng ta gặp gỡ chính Chúa Kitô. Hãy vượt qua sự ngần ngại, hãy vượt qua sự lười biếng để thường xuyên đến với bí tích giao hòa. Hầu chúng ta được ơn tha thứ, hầu tâm hồn của chúng ta được làm mới lại và Thiên Chúa trợ giúp để chúng ta có sức mạnh vượt thắng những cám dỗ trong tương lai hầu có thể sống một cuộc đời thánh thiện là vợ là chồng là con cái nhờ bí tích hòa giải chúng ta giao hòa được với Chúa và cũng sống mối tương quan khác một cách tốt đẹp bởi lẽ khi chúng ta phạm tội là chúng ta cắt đứt tương giao với Chúa cắt đứt tương giao với nhau cắt đứt tương giao với chính mình và cắt đứt tương giao với thế giới tạo thành khi được hòa giải chúng ta nối kết những tương giao ấy và đời sống của chúng ta sẽ được đỡ nâng để chúng ta sống những mối tương quan tốt đẹp. Rồi, Thiên Chúa thiết lập bí tích sứ dầu bệnh nhân để trợ giúp những người đau yếu bệnh tật giả cả. Để cho những đau khổ của cuộc đời của họ không trở nên vô ích và mời gọi kết hợp những đau khổ ấy với thập giá của Chúa Kitô hầu đem lại ơn cứu độ cho chính mình và cho thế giới. Đừng quên chăm sóc những thành viên trong gia đình của chúng ta. Người vợ, người chồng hứa thủy chung với nhau suốt một cuộc đời. Và giờ đây, khi các bạn trải qua thời gian dài của đời đôi bạn, đến lúc già nua, bệnh tật, thì những sự quan tâm không phải chỉ là chén cháo bắt thuốc mà còn là quan tâm đến đời sống thiêng liêng đặc biệt khi đau yếu bệnh tật cần tìm đến với linh mục để xin đón nhận bí tích sức giàu hãy chăm sóc các bậc cha mẹ hãy chăm sóc những người già người bệnh và hãy lo cho họ được đón nhận bí tích sức giàu bệnh nhân chuẩn bị cho họ cho một cuộc đi xa hầu đối diện với Thiên Chúa, đấng vô cùng nhân ái, nhưng cũng là đấng công thẳng. Thiên Chúa sẽ để chúng ta phải trả lẽ tất cả những việc chúng ta làm. Bí tích, sức giàu bệnh nhân, nâng đỡ các bệnh nhân và nâng đỡ những gia đình của chúng ta khi chúng ta phải chăm sóc những người đau yếu bệnh tật như thế. thưa các bạn. Khi chúng ta nói đến hai bí tích chữa lành thì còn lại hai bí tích phục vụ cộng đoàn đó là bí tích truyền chức thánh và bí tích hồn phối. Dĩ nhiên có bạn thắc mắc chúng tôi đã sống đời đôi bạn, chúng tôi là vợ là chồng thì làm sao còn có thể nói đến bí tích truyền chức thánh nữa. Thưa, đừng quên rằng gia đình của các bạn là một vườn ươm ơn gọi gia đình của các bạn là một chủng viện đầu tiên nuôi dưỡng những ơn gọi cung cấp những ơn gọi tu trì cho hội thánh sẽ không có những mầm non ơn gọi nếu không có sự chăm sóc đầu đời nơi các gia đình nếu không có gương sáng nơi các gia đình nếu không có sự thánh thiện nơi các gia đình Chúa nói lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít. Mỗi gia đình phải là nơi cung cấp những hạt giống ơn gọi cho cánh đồng truyền giáo là hội thánh. Con cái của chúng ta được nuôi dưỡng, được chăm sóc, được lớn lên trong lòng mộ đạo Và Thiên Chúa hay qua chính cha mẹ gieo vào tâm hồn con cái khát vọng hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Chính môi trường gia đình trở thành một nơi đào tạo tuyệt hảo để giáo hội không thiếu những thợ gặt mà là những thợ gặt lành nghề ước chi trong từng gia đình của chúng ta thiên chúa tuyển chọn những con cái của chúng ta để những con cái của chúng ta trở thành những thợ gặt trong vườn trong cánh đồng truyền giáo trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Chính các bạn nhờ cử hành hôn phối mà nên vợ nên chồng, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Thì đến hoa trái tình yêu của cuộc hôn phối ấy là con cái của các bạn khi đến tuổi trưởng thành. Các bậc cha mẹ cũng hãy chăm sóc cho con cái để con cái cũng biết yêu mến ơn gọi hôn nhân của họ cũng đón nhận bí tích để đón nhận ân sủng mà sống đời phu phụ đừng để những trào lưu tục hóa đừng để làn sóng mà ngày hôm nay thế giới này đang phải khó khăn chống chọi tràn vào trong gia đình của chúng ta các bậc cha mẹ hãy nên gương sáng Hãy dạy dỗ con từ tuổi còn thơ Hãy chuẩn bị cho con Trong bậc sống và ơn gọi sau này Ước chi tất cả và từng gia đình Khi tôi hữu chúng ta Ý thức được tầm quan trọng Của các bí tích Để chúng ta đón nhận Các bí tích đó Một cách sốt sắng Một cách xứng đáng Hầu ơn Chúa đủ tràng Nuôi dưỡng chăm sóc từng gia đình của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta là Kitô hữu. Cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được sống cái bậc sống và ơn gọi của mình. Cảm ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã trao cho chúng ta qua các bí tích. Xin cho chúng ta yêu mến các bí tích của Chúa và sốt sắng đón nhận các bí tích này để chúng ta được sống và sống dồi dào. Xin cảm ơn các bạn hẹn gặp các bạn ở bài học tới nhân danh cha và con và thánh thần amen